Xin chào các bạn, cách đây không lâu thì mình có giới thiệu cho mọi người về hai màn hình khóa LG và Sun Sam. Cái hôm nay mình muốn chia sẻ tiếp đó chính là màn hình khóa của một cái hệ điều hành mà chúng ta đã từng thấy xuất hiện trên một số thiết bị Android, đó là màn hình khóa của Ubuntu. Bạn thấy là nó có một vòng tròn quay tay, một tròn xoay quanh rất là đẹp và hay. Nó sẽ hiển thị các thông báo như là tin nhắn, cuộc gọi liên tục ở đây. Đây là đồng hồ và cùng cả giao diện hiển thị một số thông tin kể cả thời lượng pin của chúng ta. Và mình sẽ chia sẻ cho mọi người về ứng dụng này. Đây là một ứng dụng hoàn toàn miễn phí, không tính phí một chút nào. Các bạn có thể download về và cài đặt một cách tự nhiên thôi. Chúng ta sẽ có một cái số chế độ như là lựa chọn màn hình khóa sẽ luôn là chế độ bật dọc hoặc là chế độ ngang. Cái này thì tùy theo mọi người có thể thiết lập. Nhìn chung là với một số máy tính bảng mà các bạn muốn cài đặt vào thì các bạn có thể lựa chọn chế độ màn hình ngang này sẽ đẹp hơn. Còn với điện thoại di động nếu mà để ngang thì trông sẽ khá là xấu. Đó. Vì thế nên ứng dụng đây là một trong số hiếm hoi những màn hình khóa có thể dùng tốt cho cả máy tính bảng của chúng ta. Mọi người có thể tùy chỉnh được thông tin cá nhân của mình như là nickname hoặc là thông tin. Kể cả một số người có hay thói quen là viết tên, địa chỉ, số điện thoại cá nhân. Trong trường hợp có mất điện thoại, họ sẽ tìm lại và trả cho bạn. Đúng là chỉ có trong chuyện cổ tích mới xảy ra điều đấy. Bên cạnh cái điều đó, mọi người có thể lựa chọn các tính năng khác như là Ubuntu Launcher Setting. Đây là một cái ứng dụng khá là hay. Là cái ứng dụng này cho phép chúng ta truy cập nhanh vào một cái thanh quẹt ngang. Để mọi người có thể lựa chọn là chạy những ứng dụng của Ubuntu. Mọi người có thể thấy ví dụ mình đang ở trong home screen và hoặc bất kỳ đâu mình vừa vuốt từ trái qua, chúng ta sẽ ra một thanh ứng dụng để truy cập nhanh ứng dụng này, như là vào Google Chrome, vào Play Store hay là vào nghe nhạc. Đây chính là khả năng tùy chỉnh đặc biệt của cái màn hình khóa này. Như vậy bên cạnh màn hình khóa nó còn có thể thêm được một cái thanh công cụ cho chúng ta. Mọi người có thể lựa chọn như là các ứng dụng mà mọi người muốn đưa vào là gì. Đấy, chúng ta sẽ lựa chọn và cái nào muốn thì chúng ta tích V để đưa nó vào trong cái khay ứng dụng nhanh. Cái thanh ứng dụng nhanh của Ubuntu các bạn có thể lựa chọn được kích thước, độ dày, vân vân. Đó, đây là một số cái điểm nhấn mọi người có thể lựa chọn được. Bên cạnh đó, cái ứng dụng Ubuntu Lock Screen cái giống một số cái ứng dụng khác. Đó là trong trường hợp nếu các bạn bấm phím Home thì nó sợ là sẽ bị quay về màn hình Home luôn mà không cần nhất thiết phải mở khóa màn hình. Đó. Thế nên mà nhà sản xuất này có thêm một tính năng gọi là vô hiệu hóa phím Home mà ngay các bạn có thể lựa chọn cái launcher đã mặc định của mình. Ở đây mình chọn Oppo Launcher và sau này chúng ta sẽ bấm phím Home sẽ truy cập thẳng vào launcher luôn, tránh để vô hiệu hóa phím Home của mình. Cái màn hình khóa các bạn có thể lựa chọn được cả cái mật khẩu. Đó, giờ mình lựa chọn mật khẩu khóa đầy đủ cho các bạn. Sau này các bạn muốn truy cập vào thì chúng ta sẽ phải nhập đúng mật khẩu cũng tương tự như là cái giao diện của Ubuntu khi chúng ta truy cập vào máy tính vậy. Đó, rất là tuyệt vời. Đánh giá cái phần mềm này vô cùng là sáng tạo. Và như vậy mình đã chia sẻ cho mọi người về cái ứng dụng màn hình khóa Ubuntu Lock Screen. Đây là một trong những màn hình khóa tuyệt vời nhất mà mình đã từng sử dụng. Đơn giản và đẹp và nó tạo ra một phong cách khá là mới lạ trên các thiết bị Android. Các bạn có thấy video đừng quên like, share với bạn bè và chúc bạn có một cái ngày nghỉ Tết vui vẻ. Hẹn gặp lại các bạn các video lần sau.